Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình Trường Bình Định ngày 11 tháng 4 năm 2023. 6 giờ thời sự Trường Bình Định, 6:30 ca nhạc, 7 giờ phim truyện Tình Yêu Vượt Đại Dương tập 11, 7:45 phim truyện Việt Nam Bánh Mì Ông Màu tập 25, 8:30 phổ biến kiến thức pháp luật, 9 giờ thời sự Trường Bình Định, 9:05 phim hoạt hình, 9:30 khám phá thế giới, 10 giờ phóng sự ghi nhận về chuyến học tập kinh nghiệm xuất khẩu lao động tại Nghệ An, Hà Tĩnh, 10:15 ca nhạc, 11:00 phim truyện Việt Nam Muôn Kiểu Làm Dâu tập 74, 11:45 thời sự Trường Bình Định, 12:00 bản tin thị trường, 12:10 phim truyện Thư Ký tập 120, 12:55 phim hoạt hình, 13:30 phim truyện Đông Cung tập 51-52, 15:00 thời sự Trường Bình Định, 15:05 khám phá thế giới, 15:35 phổ biến kiến thức pháp luật, 16:00 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 22, 17:00 nghệ thuật và cuộc sống Quy Nhơn Miền Biển Nhớ, 17:20 phim tài liệu, 18:00 phim truyện Truy Tìm Báu Vật tập 43, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền Hình Việt Nam, 19:45 thời sự Trường Bình Định, 20:15 phóng sự Văn Học Nghệ Thuật Bình Định 15 năm sáng tạo và lan tỏa, 20:30 Thanh Niên Bình Định, 20:50 phim truyện Sắc Đẹp Và Hận Thù tập 89, 21:35 bản tin thị trường, 21:45 phim truyện Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 4, 22:30 thời sự Trường Bình Định, 22:55 nghệ thuật và cuộc sống Quy Nhơn Miền Biển Nhớ. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.